Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Hen rất là vui và vô cùng hào hứng để chia sẻ cho tất cả quý vị một sản phẩm vô cùng mới mà Hen mới được nhận. Khi mà Hen được nhận sản phẩm này, Hen rất là hào hứng và đã dùng ngay. Đây chính là sản phẩm mà Hen mới được tặng và Hen đã unbox rồi, Hen đã dùng rồi. Và khi dùng xong mình cảm thấy tuyệt vời quá, phải chia sẻ ngay cho tất cả mọi người. Đó chính là Nutrilite Fiber Powder. Một cái tên đang hơi liệu với Hen tại vì sản phẩm này khá là mới. Hen phải quen thì mới order liên tục là cho em order Nutrilite Fiber Powder. Đó, đây là sản phẩm hoàn toàn mới và là giao diện cực kỳ mới mà có chất xơ nha quý vị. Như tất cả quý vị mà có thể theo dõi hoặc là biết về hành trình của Hen thì Hen là một cái người mà rất là biết quan tâm đến chăm sóc sức khỏe bản thân, tại vì bản thân Hen á là muốn khỏe từ bên trong và chủ động để chăm sóc sức khỏe của mình. Mọi người sẽ thấy là Hen đi tập gym nhiều nè, ngủ nghỉ cũng cần rất là đúng giấc, và bên cạnh đó là đối với Hen cực kỳ quan trọng nữa là dinh dưỡng. Nếu mọi người có xem những cái video của Hen á, Hen hay chia sẻ những cái video thậm chí là ngồi ăn trên xe luôn, rau củ luộc rồi khi nào cũng có cơm, rồi thay phiên là cá hay gà hay là tôm, hải sản gì đó để thay phiên nhau khi mà Hen làm đồ ăn của mình. Nhưng mà chắc chắn luôn phải có rau, củ, quả. Và sẽ mình nghĩ là rất là nhiều chất xơ khác nhau rồi đúng không ạ? Nhưng mà thực chất có một cái điều mà Hen phát hiện ra, đó là chất xơ hòa tan trong rau, củ, quả thì chiếm tỷ lệ rất ít, nhưng mà chất xơ hòa tan lại cực kỳ quan trọng với hệ đường ruột của mình. Một cái thông tin rất là hữu ích luôn. Và rõ ràng Nutrilite đã cập nhật và gửi ngay cho khách hàng của mình để có một cái sản phẩm chất xơ hòa tan cực kỳ tốt và cực kỳ tiện lợi. Đây, lý do mà tiện lợi là Hen nghĩ là giao diện của sản phẩm. Chỉ cần là, ví dụ như là những cái lúc mà mình đi làm việc á, chỉ cần xách vài ba gói như thế này là cực kỳ tiện để cho mình có thể mang theo. Nói về công dụng của sản phẩm này, hoặc là gọi là khuyến dùng cho tất cả mọi người, là dùng, Hen chia sẻ, Hen đọc đằng sau nha, tại vì chưa nhớ hết, là dùng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Mình có thể dùng từ 1 đến 2 gói trên một ngày, và hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa nè, hỗ trợ nhuận tràng nè, tốt cho hệ vi sinh đường ruột. Như là mọi người có cái viên sơ mà mình hay nhai á, nhai xong mình uống nước thì thật sự nó đã rất là tốt cho cái hệ đường ruột của mình rồi. Nhưng mà sản phẩm này còn tiện hơn rất là nhiều luôn. Nên thành ra Hen rất là hạnh phúc và Hen đang sở hữu một kho tàng những sản phẩm dinh dưỡng, những người bạn đồng hành để chăm sóc sức khỏe của Hen. Về cách sử dụng của sản phẩm thì cực kỳ đơn giản luôn, tại vì quá tiện. Mình sẽ cầm gói như vậy. Ví dụ như là mình sẽ có Hen á, khi mà được tặng xong là Hen thử bằng hai cách luôn. Đầu tiên là Hen sẽ pha nước uống. Ví dụ như có những lúc mà mình đã kịp ăn sáng ở nhà, nhưng mà ăn những cái món mà vội quá không có kịp á, thì mình sẽ mang theo để pha mà uống. Hen sẽ đổ pha với lại từ 200ml nước trở lên. Đó, Hen sẽ pha như vậy và khuấy lên uống. Sản phẩm mà tương đồng với khuấy như vậy á, là sản phẩm collagen ấy, Hen cũng pha và khuấy uống như vậy. Đấy, có rất là nhiều sản phẩm mà kiểu như là tiện với mình để mình có thể sử dụng luôn. Có một cái vị ngọt nhẹ nhẹ thơm, cực kỳ nhẹ luôn nha. Tức là cái vị nó nhẹ ở đầu lưỡi, ngọt nhẹ xíu thôi. Và cái vị kiểu như không có rõ. Nếu mà uống một phát một là mình sẽ không cảm nhận giống như mình đang uống một cái nước lã gì đó. Cảm giác rất là mát luôn. Rất là mát. Đó, xong, đã xong. Nếu mà Hen pha bằng nước như vậy là Hen đã uống xong. Nhưng mà có những cái lúc mà Hen sẽ chill hơn, Hen ở nhà có nhiều thời gian hơn, thì Hen sẽ trộn với rau như vậy luôn. Trộn trực tiếp luôn nha mọi người. Một cái gói sơ như thế này, Hen sẽ trộn trực tiếp lên rau củ quả của mình luôn. Và với sản phẩm mà Hen nghĩ là tuyệt vời như vậy á, là Hen sẽ, ngoài việc mà cho bản thân mình, là Hen sẽ mua cho gia đình của mình nữa. Chắc chắn mẹ của Hen là một ưu tiên số 1. Có sản phẩm nào dinh dưỡng mà tốt, Hen đều mua về cho mẹ của mình hết. Tại vì Hen muốn
bà thật sự khỏe trong cái tuổi già của mình, và người lớn thì đường ruột hơi yếu và Hen muốn mẹ của mình khỏe nên là mình sẽ gửi sản phẩm này ngay lập tức cho mẹ của mình. Bên cạnh đó cháu của mình lười ăn rau lắm cả nhà ơi. Không biết là cháu mấy đứa nhỏ nhà của quý vị có lười ăn rau không? Chứ cháu Hen nó ghi lười ăn rau lắm, nhắc mới ăn. Và Hen nghĩ với cái sản phẩm mà rất là dễ uống như vậy, uống tức là uống mình không có một cái kiểu như là vị đậm ấy, và uống nó rất là dễ như vậy á, chắc chắn đây sẽ là một cái chất xơ bổ sung tuyệt vời cho cháu của Hen trong cái thời gian sắp tới đó. Và bây giờ là Hen sẽ ăn, phải khoe cho mọi người đều thấy được sản phẩm tuyệt vời như thế nào chứ. Và chắc chắn là Nutrilite Fiber Powder sẽ là một người bạn đồng hành với Hen trong thời gian tới, bởi vì Hen có thể chủ động chăm sóc sức khỏe của mình, chủ động chăm sóc hệ tiêu hóa của mình một cách rất là tốt. Và những lúc di chuyển Hen không cần phải lo lắng là Hen làm sao mà kiếm được rau ăn hay là kiếm rau ở đâu ăn, tại vì Hen đã có sẵn được sơ hòa tan của Nutrilite. Xin mời nhé, bây giờ Hen sẽ thưởng thức. Lúc mà trộn với rau như vậy, cho Hen ngay thế nhé. Hen thấy là khi mà lúc mà trộn với rau như vậy á, cũng không có nhìn nghe thấy được cái mùi của Nutrilite Fiber Powder luôn á. Giống như là cái vị rau lấn át nhiều hơn á, mình không thấy được nhiều cái mùi của nó. Nó rất là nhẹ luôn nên Hen nghĩ là các bé cực kỳ thích và dễ ăn luôn ấy, dễ uống luôn á. Ngon quá. Hơi chua. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Hen vinh dự quá, được sử dụng sản phẩm đầu tiên.